Nhà đất Ngọc Hoa rất hoan chào đón quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Ngọc Hoa cũng như website fanpage nhà đất Ngọc Hoa.vn. Vào buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Ngọc Hoa xin giới thiệu quý hàng một căn nhà phố nằm ngay vị trí đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh quý hàng ơi. Và căn nhà của chúng ta có một diện tích đó là ngang 4 này, độ dài đó là 20m và được thiết kế đó là một trệt 3 lầu. Với gia chủ thiết kế quý hàng đó là một phòng mà ra xe hơi này, một phòng khách này, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh như quý hàng và có khu vực sân thượng trước sau. Và đây là căn nhà mặt tiền chính của chúng ta đó, hiện tại em đang quay phim vào buổi tối. Mặt tiền thì thiết kế thì rất là vuông vắn như quý hàng. Và tại vị trí này thì quý hàng có thể di chuyển ra đường Thống Nhất này, đường Quang Trung này, hay là đường Lê Văn Thọ thì rất là gần nhà quý hàng. Và căn nhà này thì gia chủ đang chào bán với giá là chỉ hơn 6 tỷ đồng một chút xíu thôi đó. Và đây là mặt tiền chính của chúng ta nha. Căn nhà này là có hướng tây, phù hợp cho quý hàng phong thủy tây tứ chặt như quý hàng. Và đây thì chúng ta cùng qua vị trí trước nhà của chúng ta nhé. Đó là một con hẻm rất là thông thoáng, hẻm 4m, hẻm thông. Đó, quý hàng có thể di chuyển xe hơi vào đến nhà nha quý hàng ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Phía ngoài đây thì chúng ta quý hàng có thể thấy thì chúng ta có một lớp cửa gia chủ thiết kế cho quý hàng. Và bên trong đây thì chúng ta có một khoảng sân. Sân này thì chúng ta có thể để được 4 cho đến 5 chiếc xe gắn máy nha quý hàng. Ở đây thì chúng ta có cửa nhôm Sifa này và kính cường lực thì thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn. Một phòng khách thì rất là rộng rãi. Đây là phòng khách. Phòng khách này thì chúng ta có thể để được xe hơi nha quý hàng. 7-5 chỗ thì để rất là thoải mái. Đây là hệ thống đèn chiếu sáng trần thật cao của chúng ta. Với một diện tích thì ngang 4, độ dài 20 thì rất là rộng rồi. Đây là không gian ở giữa nhà thì chúng ta có một không gian chính trời. Giờ chúng thiết kế cho quý hàng nha. Đây là khu vực của chúng ta, khu phòng khách này. Bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển bên trong, chúng ta cùng tham quan nha. Đây là khu vực cầu thang thì thiết kế tay vịn được làm từ gỗ cầm xe, kính cường lực, thiết kế thì cực kỳ là chắc chắn luôn. Và tiến bên trong thì chúng ta có khu vực phòng bếp. Phòng bếp này thì chúng ta có khu vực tủ bếp này, có một không gian thì chúng ta có thể để được hai cái bàn ăn thì rất là thoải mái nha. Rồi chúng ta tiến vào khu vực phía sau này. Và đây là khu vực sân thượng, khu vực phía sau nhà chúng ta có một nhà vệ sinh, nhà tắm. Phía sau đây nữa thì chúng ta có một không gian, đó là khu vực sân thượng phía sau thì gia chủ đã để trống cho khách hàng, đó là làm khu vực cây xanh ở đây này. Khách hàng đã thấy này, rất là thông thoáng luôn. Rồi bây giờ thì xin mời khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực lầu 1, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Đó, căn nhà này là địa điểm đó là Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và đây là khu một khu nhà phố là rất là nên luôn quý hàng ơi. Trước kia thì bên em cũng có quay căn nhà này rồi, nhưng mà gia chủ hiện tại thì đang cần tiền nên bán một mức giá thì rất là rẻ thôi. Giá thì là 6 tỷ 7, giá thì đang còn thương lượng quý hàng. Và đây là khu vực của chúng ta, khu phòng ngủ đầu tiên. Phía sau chúng ta có một nhà vệ sinh, nhà tắm, không gian chiến trời. Đó, nhà vệ sinh, nhà tắm nha quý hàng. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển khu vực phòng ngủ phía trước, chúng ta cùng tham quan luôn nha. Đây là khu phòng ngủ thứ hai, cũng là khu phòng ngủ phía trước. Thì chúng ta có khu vực sân thượng phía trước này, ban công phía trước này. Đó, các phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng biệt nha quý hàng. Với một diện tích ngang 4, độ dài 20 thì rất là rộng rồi. Diện tích đó là công nhận 80m đất, diện tích xây dựng nha quý hàng. Diện tích đất thôi, diện tích xây dựng của căn nhà này đó là 320m2 diện tích xây dựng. Và đây là khu vực phòng ngủ thứ ba. Gia chủ tại phòng này thì chúng ta có thể thấy gì, gia chủ dán những bức miếng xốp này. Trước kia thì chắc phòng này là làm phòng thu âm nhé quý hàng. Khu phòng ngủ thứ ba thì có phục phòng ngủ, có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Đó, rồi chúng ta cùng qua phòng ngủ thứ 4 luôn nha. Đây là khu vực phòng ngủ thứ 4, rất là rộng rãi luôn. Đó, nhà vệ sinh, nhà tắm đây. Nhà vệ sinh, nhà tắm thì rất là rộng rãi.
Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực sân thượng luôn nha. Nhà thì có một trệt 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Giá thì đang rao bán với giá đó là 6 tỷ 7 thôi. Giá thì đang còn thương lượng. Ở đây là khu vực sân thượng phía sau. Quý hàng có thể thấy này, khu vực sân thượng phía sau thì là chủ để trống quý hàng. Cùng tiến lên khu vực phòng thờ đây. Đây là không gian của phòng thờ. Đó, và đây là khu vực sân thượng phía trước. Quý hàng ơi, vậy em cũng ra đây cũng nhắc lại với quý hàng là căn nhà này có một diện tích đó là ngang 4, độ dài là 20 và thiết kế đó là một trệt 3 lầu, và gia chủ đang chờ bán với giá căn nhà này đó là 6 tỷ 7 thôi. Giá thì đang còn thương lượng trên chủ. Một căn nhà phố một trệt 3 lầu với một diện tích rất là rộng rồi. Nằm trong một khu nhà phố thì rất là an ninh. Tại đây thì chúng ta chỉ ra di chuyển ra đường Quang Trung, đường Thống Nhất thì rất là gần nha quý hàng. Tầm 500 m thì chúng ta đã ra được đường Thống Nhất này, và tầm 700 m thì quý hàng đã ra được đường Quang Trung. Đó. Và căn nhà này thì đang có một mức giá tốt cho quý hàng nào mua nha quý hàng. Rồi. Và Nhã Lê Hoa cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý hàng một video khác nha. Nếu quý hàng nào thích video này hãy liên hệ đến Nhà đất Ngọc Hoa và để Nhà đất Ngọc Hoa sẽ dẫn quý hàng đi tham quan miễn phí căn nhà này nha. Và Nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý hàng một video khác.